chủ động tìm kiếm ứng viên là bộ đội chuẩn bị xuất ngũ. Những người sẽ chỉ mất phân nửa thời gian để tiếp cận với công việc là cách để công ty dịch vụ bảo vệ này giải quyết sự thiếu hụt lao động sau Tết. Tuy nhiên, nếu giữ chân được nhân viên cũ thì còn hiệu quả hơn nhiều. Ngoài xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc thân thiện, thì chính sách lương thưởng, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán, là hết sức quan trọng. Không nhất thiết phải thưởng một lần cho nhân viên vào dịp cuối năm. Chúng ta có thể chia cái mức thưởng đó ra đều trong năm. Như vậy thì người lao động lúc nào họ cũng cảm thấy họ được một cái chế độ ưu đãi của công ty. Tại công ty hiện có 4 nhà máy sản xuất ở Bình Dương với hơn 12.000 lao động này. Chính sách tuyển dụng đặc biệt đã được áp dụng từ trước Tết Nguyên Đán để có thêm 500 lao động. Ngoài phương pháp tiếp cận mới như qua tin nhắn SMS, qua website, còn có chính sách đặc biệt khác nữa. Chúng tôi có chế độ dành cho nhân viên công ty giới thiệu người lao động mới vào công ty để cùng làm việc. Nếu thời gian làm việc trên 6 tháng thì cả người giới thiệu và người mới đến làm cùng được thưởng tiền. Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo Nguồn Nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh, sau Tết sẽ có hơn 25.000 việc làm, nhưng hiện số người tìm việc chưa đến phân nửa con số này. Tình hình tại Bình Dương, Đồng Nai cũng không khác biệt mấy. Vì vậy, giữ chân lao động cũ chính là định hướng và có sự vào cuộc hỗ trợ doanh nghiệp của chính quyền các địa phương. Tỉnh cũng chỉ đạo để cho chúng tôi là phải có nhiều cái hoạt động nhiều hơn nữa, mà thiết thực hơn nữa để chăm lo cho người lao động. Và chúng tôi cũng thấy là các cái hoạt động mà của chúng tôi làm thì đã được người lao động, người ta ghi nhận, người ta yên tâm, gắn bó lâu dài. Không nhảy việc, công nhân ổn định được đời sống, doanh nghiệp ổn định sản xuất, an ninh trật tự xã hội cũng vì vậy được duy trì. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh bình thường mới như hiện nay.